Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay S100 nâng cấp đơn giản nhưng đẹp hút hồn với diện mạo cực chất. Các chiếc sơ đồ mà mình sắp giới thiệu đến các bạn bên dưới đây là một cái bản dựng vô cùng thú vị. Với nguyên bản là cái dòng Honda Quay S100 được một cái bạn tên là Thịnh đã dọn theo một cách di chuyển nhẹ nhàng, với một số phụ tùng đồ chơi là không quá nổi bật nhưng rất là nặng túi tiền. Đập vào mắt chúng ta, góc nhìn đầu tiên là cái sự liền lạc với những đường nét gia công tinh xảo, cái đèn SIMPAS 2 tầng. Sử dụng công nghệ bóng LED trắng pha chút vàng để không làm chói mắt người đối diện và tăng khả năng bám đường di chuyển ở trong đêm. Trang bị bao tay sản phẩm SIM chính hãng của Honda được trang bị trên dòng như Honda Cup 125 Fi, đang rất hot hiện nay, với một diện mạo đơn giản nhẹ nhàng phù hợp với nhiều dòng xe và quan trọng nhất là rất bám tay, nhưng giá thành rẻ chỉ khoảng là 200.000 đồng. Trang chân trước là cả một vùng trời công nghệ từ cái điều nếp SIM với điểm nhấn là chú heo dầu 2 bit đi cùng chiếc đĩa phanh ngôi sao 220mm của nhà Yamaha, được cố định xung quanh bằng ốc Sanya inox cực kỳ đẹp và đơn giản. Phần combo được làm mới bằng combo titan cho khả năng chịu nhiệt và cải thiện về cái mặt màu sắc của chiếc xe. Sản phẩm cho khả năng chống hoen rỉ cực tốt trong suốt quá trình sử dụng, về lâu dài không bị xuống cấp như chất liệu sắt. Bộ phận treo sạc sử dụng cho mình thuộc đồ chơi Tesla, nó bật hơn rất nhiều với phần lò xo vàng tương phản với cái dàn áo mà chiếc xe đang sở. Với cấu tạo tiêu phục lò xo lớn sẽ cho khả năng chịu tải tốt hơn và không bị sẩn lắc vào cua độ cao. Cái dòng phục này đến từ Nhật Bản, phù hợp với dòng như Quay Dream hay những cái mẫu xe sử dụng phục đôi với chiều cao là 330mm. Em ấy đang đợi dán cùng với vài người bạn. Monkey 105 gây mê người xem với ốp tình đồ chơi quá đẳng cấp. Mới đây tại nước bạn đã có một cái màn lột xác ấn tượng với cái chiếc Monkey 105 của nhà Honda. Được biết sẽ trang bị nhiều món đồ kiện kiện các chiếc cực cao tạo ra cái sự đẳng cấp khác biệt. Và chúng ta cùng xem chi tiết cái chiếc Monkey 105 đồ kiện bây giờ đây nhé. Xem tổng thể thấy em ấy khoác cho mình bộ áo sắc đỏ nổi bật. Rất nhiều món đồ chơi chuyển được các lên xe, không những mang lại sự đẳng cấp mà còn tăng cường hiệu năng hoạt động cho xe hơn. Đầu tiên ta thấy cái cụm thắng Discovery đi cùng với bình dầu rời. Đây là mẫu tay thiết kế sắc sảo, cấu tạo từ nhôm CC. So với cụm SIM thì mẫu cụm này cấu tạo piston lớn cho cái lực bóp dịu nhẹ nhưng truyền tải lực xuống cái má phanh mạnh và ổn định nhất. Ngoài ra cái phần tay con còn núm tăng chỉnh rộng hẹp của hành trình bóp phanh và chống gãy có sự qua quẹt. Cái cụm tay con thì của Ducati được tích hợp chống gãy tiện ích. Trang chân nó bọc với cái mâm CNC cấu tạo 5 cánh kép ống ánh sắc vàng. Hệ thống phanh được nâng cấp vì đồ chơi kết hợp cùng heo dầu Ducati được cố định qua cái bát nhôm CNC tại cho máy, truyền tải qua dầu S. Cái giảm sốc phao điên đi cùng bình dầu. Đây là mẫu phục có chế độ nhún nhảy trở nên quá xa kho vòng nguyên bản khi trang bị mẫu phục này. Nếu một zin của xe cho được nhúng rất nhẹ khi chạy nhanh, người lái có cảm giác bị nhịp nhàng, điều này ảnh hưởng đến tốc độ của xe, gây không ít cái sự khó chịu nếu xe tải nặng. Tuy nhiên, chế phục Colin thì chiếc xe sẽ có độ nhúng xuống đẩy lên mức độ nhất định, cho người lái gần như không có cảm giác chiếc xe bị nhịp nhưng vẫn đảm bảo được độ im ở nhiều vận tốc khác nhau. Hệ thống phanh sau có được nâng cấp với đĩa đầu chơi kết hợp cùng heo Ducati được cố định qua sự hỗ trợ của bát nhôm CNC cả từ máy. Ốp ống xả được phủ lớp carbon bơ là cực kỳ đẹp mắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tiếp nhớ like, subscribe.